Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên Audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng một sản phẩm em trong suốt thời gian qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube Ngàn Phát Triển. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 thì em có 4 chiếc đầu đĩa của hãng Sony với model của nó là X2 số 3 ES. Đấy. Và 4 chiếc đầu này ngày hôm nay bán ra rất là rẻ, chỉ có 2,8 triệu đồng thôi ạ. Và tại sao 4 chiếc đầu này em bán rẻ như vậy? Thì rất là đơn giản là gì? Thì 4 chiếc đầu này về trong lô hàng thì nó, thứ nhất là có những con tụ nó bị hư, cái tụ nhỏ bị hư thì em phải thay rồi. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phần về mạch của nó thì không được đẹp, phải cho thợ để xử lý. Đấy, thì máy hoạt động bình thường. Đấy. Toàn bộ hàng bên em là hàng bãi không nhé, hàng bãi về chưa dùng tại Việt Nam, bên em không bán hàng đã dùng Việt Nam. Và bốn cái sản phẩm này ngày hôm nay em bán là gì, ngoài cái việc bao ship ra thì em bảo hành cho các bác đổi sản phẩm trong vòng 3 ngày nếu như sản phẩm của em bị lỗi. Còn cái việc các bác cắm nhầm điện chẳng hạn, hay các bác không thích, thì cái việc đấy các bác đương nhiên là các em không giải quyết cái việc đấy nhé, chỉ sản phẩm bên em bị lỗi nhé. Đấy. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là bên em bảo hành miễn phí cho các bác trong quá trình sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu như sản phẩm bên em lỗi cứ gửi em sẽ sửa chữa cho các bác miễn phí. Đấy là cái thứ nhất. Đấy. Còn hết 30 ngày thì nếu mà sản phẩm lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Nếu sản phẩm nó không đáng tiền thì bên em sẽ không lấy tiền của bác, còn mất phí vì bên em không tự sửa sữa, bên em phải gửi thợ sửa, nên là các bác phải tính toán giúp em. Đấy, các bác mua sản phẩm bên em là các bác phải nghe rõ những cái thông tin truyền đạt của em, để anh em thì cứ mất lòng nhau trong quá trình sử dụng này. Đấy, trong quá trình mua bán. Đấy. Bởi vì là cái bên em thì không thích nói nhiều và cũng thích đôi co, em cứ căn cứ đúng như vậy em làm việc. Đấy. Bởi vì cái thời gian anh em mà lời qua tiếng lại với nhau ấy, tốt nhất là để kiếm tiền thôi chứ không phải để đôi co. Đấy. Và hôm nay em sẽ quay cái phần ngoại hình, quay cái sơ đi máy để cho các bác chọn lựa. Đấy, các bác làm chọn lựa được sản phẩm nào rồi chuyển tiền cho em. Một là các bác chuyển đủ tiền thì được em bao ship, còn các bác đặt cọc thì không được bao ship, của bên em thì không bán hàng ship COD. Đấy, các bác chuyển tiền rồi thì em sẽ gửi hình ảnh và làm video test cho các bác trước khi gửi hàng đi. Đấy, còn bác nào mà không muốn chuyển tiền, đúng không, và không muốn chuyển tiền đặt mua mà muốn xem hình ảnh thì tốt nhất là chờ lúc nào em làm cái video ấy, em quay lên bán thì các bác xem giúp em nhé. Đấy là em nói rõ cái quan điểm bán hàng của bên em. Đấy, không có này các bác cứ bảo em gửi hình. Đấy, thật sự luôn, qua đây thì em cũng nói luôn là chưa bác nào là gì nói gửi hình để mua hàng cả, chưa bác nào. Đấy, mất công lắm, đúng không ạ? Em muốn phục vụ những người thiện chí mua hàng của bên em. Đấy. Rồi, em sẽ đi vào em quay từng một cái sản phẩm để cho các bác chọn lựa, và các bác chọn lựa chiếc đầu nào thì các bác hãy nhớ báo lại, chụp lại cái sơ di, hoặc các bác ghi lại cái sơ di máy để báo lại em đấy nhá, để em tiện trao đổi. Chứ giờ các bác bên em bán nhiều đầu thì bác cứ hỏi bán anh cái đầu thì bên em nhiều đầu lắm, và hai nữa là một mã hàng của em thì cũng có vài con. Thế ra là các bác lưu ý là gì, phải nhớ được cái sơ đi khi bên em giới thiệu nhé. Rồi, và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo, số hotline em để trên cái nội dung của bài đăng của video đấy ạ, để tiện trao đổi nhé. Rồi, em xin giới thiệu cái sản phẩm là đầu tiên thì bốn chiếc đầu này nó cùng một mã và nó sử dụng mắt đọc dòng mắt từ 270, là bộ dòng mắt rất là ổn định, không kén đĩa nhá, rất là bền bỉ.
Và cái thứ hai nữa là nó dùng hai con chip giải mã CXD 2552Q và một con chip giải mã là CXD 1244, chất âm rất hay đấy ạ. Đấy, ngoại hình đẹp, chất âm hay. Giá thành thì lại rẻ nữa. Đấy. Rồi, ở chiếc đầu đầu tiên thì đây là phần mặt tiền. Nói chung là mặt tiền của em nó rất là đẹp. Đấy, mặt tiền đẹp. Mặt tiền con này thì không có điểm trừ. Đấy. Cái phần cạnh trên thì cũng có cái vết đây nhé. Đấy. Trên đây cái phần nắp lưng này thì em đã cho sơn lại đẹp rồi, sơn lại rồi để em nhấc hẳn ra ngoài này em quay cho bác nhé. Đấy. Đấy. Nắp lưng em đã sơn lại đẹp rồi, bởi vì là dòng này về nó dưng nắm dính ấy. Đấy, là em phải về cho sơn lại rồi. Đấy. Ở đây mặt phía sau đây có hai đường alox ra con nhé, đều trên đường mạ vàng và đường cổng quang ra. Đấy. Con này thì tất cả các bốn cái sản phẩm này đều mã là X3263EF, điện 100V, công suất của nó là 18W. Đấy. Series máy của con này là 214919, được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Con này nặng 11 cân các em nhé, tất cả là nặng 11 cân và đây là cái phần nội thất bên trong, em mở bác xem. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này. Đấy. Rồi là một sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm nhất các bác lưu ý này, sản phẩm đầu tiên series của nó là 214919 các nhé. Đấy, các bác lưu ý là phải nhớ được cái series của máy của mình cần mua. Đấy, để báo cho em. Rồi tiếp sang đây là sản phẩm thứ hai, em này thì mặt mũi cũng rất là đẹp, đẹp quá, đẹp cạnh trên cũng đẹp luôn, trên cũng đẹp luôn, lắp lưng của con này cũng được sơn lại, lắp lưng được sơn lại. Đấy. Sơn lại đây, chân giác của con này cũng thế, hai đường alux ra trên đường mạ vàng và đường quảng quang ra, mặt phía sau cũng rất là đẹp. Ở sơ đi máy của con này là 204321, được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Và đây là phần máy bên trong. Đây là phần máy. Cái viền này thì theo năm tháng thì nó cũng có bị ố này. Này. Ố này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây cái lắp lưng nó đẹp. Lắp lưng là nó có cái mút đây này. Nên ẩm. Thế ra là nâu này thì nó sinh ra cái hiện tượng ố. Đấy. Rồi, con máy thứ hai. Nó có số gì là 204321. Đấy. Đấy. Các bác lưu ý là nhớ cái sơ đi máy mua. Rồi tiếp sang bên đây. Đấy. Đấy. Một chiếc đầu nữa, con này có tem này, tem phẳng lướt này. Đấy. Mặt tiền của con này cũng rất là đẹp. Một tiếng này rất là đẹp. Tuy nhiên thì cạnh trên của nó vết nó cũng vết cấn chảy xước đây, cái này thì chấm chút sơn là đẹp ngay. Đấy. Lắp lưng con này thì lắp lưng còn zin, nó cũng vết xước nhỏ thôi em mới để vậy.
nó hơi lấm chấm, ở vết lấm chấm. Đấy. Nhưng mà nắp đừng nó sập sơn zin đấy ạ. Đây. Hôm nay thì cái góc bên đây nó hơi cấn nhẹ. Đó nhé, hơi va nhẹ đây, nó không hiểu gì nhé. Đây móc này. Đấy, con này cũng hai đường alox ra trên đường mạ vàng và đường cổng quăng ra. Con này thì có sơ đi máy của nó là 216659, đây là con thứ ba. Các bạn nhớ này, sơ đi máy là 216659 ạ. Phía sau đây thì có những vết chảy sơn đây. Đấy, sơn zin của nó thì không thể tránh khỏi rồi. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong. Đấy. Nội thất bên trong của con này thì cũng có cái vết ố đây. Đấy. Đấy, là phần nội thất bên trong. Đây là con thứ ba các nhé, lưu ý giúp em. Sơ đi máy của nó 216659. Rồi, đây con thứ ba. Và tiếp tục, đây là con thứ tư. Con thứ tư thì mặt tiền cũng rất là đẹp. Mặt tiền cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì cạnh trên của nó cũng bị chảy sơn đây. Đấy. Trên chảy sơn. Và đây góc này là có bị cấn nhẹ và đây là có một cái vết ố này. Như kiểu người ta dùng, người ta có thiết bị khác người ta chồng lên. Đấy, có những cái vết vết thôi. Đấy. Lắp lưng của con này thì em cũng được sơn lại rồi. Cũng sơn lại rồi. Đấy. Con nào sơn lại nó sơn lại, còn là còn zin thì nó còn zin. Đấy. Con này thì cũng hai đường alux ra trên đường mạ vàng, một đường cổng quang ra. Đấy. Phía sau thì con này thì có những vết xước này. Và sơ đi máy của con thứ tư này là 214160 made in Japan, được sản xuất Nhật Bản đấy ạ. Đấy. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Nội bên trong. Rồi. Con thứ tư này series của nó là 214160 này nhé. Để con thứ tư, bác nào mua sản phẩm nào thì phải nhớ cái mã này, cái series này đọc cho em đó nhé. Rồi, em giới thiệu xong cho các bác bốn chiếc đầu được đĩa của Sony này. Bác nào chọn mua sớm thì được cái sản phẩm đẹp, còn bác nào chọn mua sau thì cái sản phẩm nó sâu hơn một chút, đúng nhé, không đáng kể đâu. Đấy, nhưng mà tất cả các sản phẩm này em bán đồng giá là 2,8 đồng, đây là cái giá lỗ rồi, bởi vì các bác kinh doanh thì là vậy ạ. Cũng có sản phẩm này đẹp thì bán được giá, sản phẩm xấu chấp nhận nó lỗ đi ạ. Đấy, để cho anh em chơi. Thì bác nào thiện chí mua sản phẩm nào thì nhớ cái sơ đi máy đọc giúp em. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì, các bác chuyển khoản đủ cho em. Đấy, đồng giá là 2,8 triệu, chuyển khoản đủ cho em thì được bao ship là cái thứ nhất. Đấy, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Và tiếp là gì, cái sản phẩm bên em khi gửi đi các bác nhận hàng kể từ ngày nhận hàng trong vòng 3 ngày đầu, nếu sản phẩm bên em lỗi không phải do các bác thì
bên em đổi cho các bác sản phẩm khác. Đấy, là cái thứ nhất. Và cái phí vận chuyển bên em cũng chịu luôn cho các bác. Đấy, trong vòng 3 ngày. Còn trong vòng 30 ngày đầu sản phẩm lỗi do thiết bị nhé, bên em hỗ trợ các bác sửa chữa miễn phí luôn nhé. Hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Đấy. Tiền ship thì các bác thanh toán giúp em đấy trong 30 ngày đầu. Đấy, thì em chỉ hỗ trợ tiền ship trong 3 ngày đầu thôi, còn 30 ngày sau thì các bác tự thanh toán giúp em và em chỉ hỗ trợ tiền sửa thôi. Còn sau 30 ngày nếu sản phẩm có lỗi thì các bác gửi em sẽ hỗ trợ sửa chữa, tiền phí các bác thanh toán giúp em. Đấy. Và em cũng chỉ gửi video và hình ảnh cho các bác nào chuyển tiền cho em đặt mua, còn bác nào không chuyển tiền nhé, em nói rõ là không chuyển tiền. Đấy, và muốn xem hình ảnh thì các bác thông cảm, em không gửi hình ảnh. Còn bác nào đấy, thì lúc nào mà em đăng video lên bán này thì các bác phải chọn mua xem luôn đấy, để trước khi quyết định mua. Đấy, đây là cái cách bán hàng của bên em thì phục vụ các bác thiện chí đấy. Các bác thiện chí rồi thì cái gì cũng có không nhé. Đấy. Rồi số điện thoại các bác là 0907 223 269 em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Thì trong bốn cái sản phẩm này thì em đã trao đổi em bán chỉ 2,8 triệu đồng thôi. Toàn bộ là hàng bãi về nhé, không phải hàng đã sử dụng tại Việt Nam. Đấy, thì do trong quá trình về thì cái máy nó không được đẹp, là nhất thứ hai là nó còn tụ theo năm tháng nó bị hư rồi thì nó phải thay. Là cái nhất cái thứ hai là cái bề mạch của nó không được đẹp. Đấy thì bác nào thiện chí thì vào việc ngồi em. Rồi. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.